Quay clip nha chị. 50 cái em nữa, 60. Em muốn gì nữa? Dạ dạ đang lấy một phần hả? Kia. Một phần mấy có xăng kia. Không biết chờ tí một phần. Nó chụp mà nó không sợ cha hờn mẹ tuổi. Nó tắt tắt tắt. Dễ gì em. Tay em còn ấm rồi. Hai đợi hai phần nha. Đây. Rồi rồi để các thi đem bánh nha mình. Lâu lâu chị muốn leo núi lắm em. Chụp muốn đó tối rồi, chụp muốn đó tối. Để chỉ dây đó. Đi cha, thôi tôi chụp cho. Đau 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 không à. Đúng rồi. Thôi chụp đi cha. Nhìn đâu mà nhìn đâu mà trời trời trời. Tưởng niệm mấy con. Chụp anh gạt lên. Ủa khóc gì cha. Đang vui không có nhà tăng lễ nha. Trời ơi. Coi đây rồi. Vô đây ngại cái gì. Thôi mình đi. Chụp hình gia phả á. Giống như cháu chụp hình với ông nội lít cuối. Qua cái vừa luôn. Áp nặng không quá vậy. Không có áp nặng nha. Rồi chụp đi được rồi. Trời ơi trời. Chụp muốn vui vẻ như em đi rồi. Vui đúng không? Chị làm lé hoài luôn á. Nói vô chụp chị tắm rồi chị ơi. Làm gì mới lại thức ghê cái này tôi chụp bà đẹp tôi xấu bà cũng chửi tôi ý là em phải em đổi em ké nữa ké ké đúng không trời ơi anh ké nó hả trời tức ghê trời ơi anh ké nó cái gì ai trong vậy ai đó chia tay rồi là đứng người gấp đi xíu là mọi người đứng người để vu quanh em giống như là coi những điều kỳ thú thế giới động vật vậy đó. Bây giờ vô đi. Ok em về chị. Ok bé gì à, ha. Dạ. Bữa nào hôm nào rảnh đi chơi vui vẻ nha. Hôm nay em đi thi mà đúng không? Dạ. Em có đi thi chưa có đăng ký thi rồi phải không? Ủa lên lấy cái tin rồi anh chị. Không phải đâu. Hai đứa đi đi. Dạ. Hai đi. Trời chị tao đi thi. Hai cái phi tao không phải cách tin. Mà cái đó là một cái chương trình đã làm sẵn khuôn khổ rồi. À, làm giám khảo thôi. Đỉ quá vậy rồi. Okay. Đi gì thôi. Nghỉ chơi luôn đi về luôn, khỏi cũng chán luôn. Cũng có chán đâu mua. Đợi tí xíu đi, đứng xíu đi khá nhiều nhìn chuyện nha. Ủa hàng này đâu rẻ là nghĩ vậy? Đúng không? Ok, cảm ơn em nha. Đó. Cảm ơn con. Người tặng nước. Con đi sát vô cho chú con. Cục vàng, đợi tí xíu nha cục vàng. Đợi tí xíu nha. Đi mua bánh tráng mà giống như đi hình sự quá vậy. Nè.
mấy đứa đi ăn bánh tráng nên cẩn thận lăn nắp cũng chấm chừng hà đó. Không được à mẹ? Con ổn nè. Con cũng không được nè. Ok. Hai phần. Đây, mình ra hai cái cửa đi. Nhanh đó. Mấy người chú ơi, chú hai bịch con con. Dạ. Mấy chú hai bịch. Dạ. Ông chú hai bịch, con chú ở ngoài vô rồi con gái chú đứng đợi nữa đó. Không, không có đâu. Bây giờ này chơi chiêu dữ lắm. Đây con gửi cho chú. Rồi cái chương trình làm những người lớn tuổi là mấy mốt là mình phải gỡ lệnh luôn. Mình gỡ lệnh luôn nè. Mấy người lớn tuổi là được chưa, được không? Không, con gỡ lệnh luôn rồi. Bây giờ là không. Rồi. Rồi, bây giờ mình mấy phần? 501 phải không? Đó. Hả? Mẹ. Con có bầu của ông Tiên không? Hả? Bầu thì ưu tiên. Bầu ai bầu? Mày hả? Ưu tiên khám thai. Bầu đâu ta? Rồi, 400 nè. Bầu ưu tiên đúng không? Đúng cái bự nè. Đây con bự nè. Đúng. Đưa 101 giùm chị đi. Em đưa 101 giùm chị. Em đưa 101 giùm chị. 110.000. Có 20 cũng được. Đó. Để chị thôi dễ nói nè, cái này cách cư xử nè, đó, yêu cho em, thấy không, rất là dễ nè, cảm ơn em, đó, rồi mọi người thụt lùi xuống giùm em 2cm đi mọi người, hai phần, đây, hai phần, đó, anh cho mình đi em ơi, rồi, trời ơi, lớn tuổi ở nhà nghỉ ngơi đi ăn bánh tráng, chán quá hả. Đây, anh cảm ơn. Đó. Đây, thêm bà già nữa được không? Thêm bà già nữa được không? Dạ, hai bà chia ra nè. Khỏe người chưa? Nè, đó. Khỏe người chưa chia ra. Không có quýnh lộn nghe. Cũng thỉnh làm nghe. Hai bà này đến đây thì tính sắc chung nè. Còn một phần. Rồi. Quay nhìn mặt em cái đứa về với em cái. Giờ phúng lao phải theo lao. Ủa em thấy thằng nào? Thằng này phải không? Rồi ok. Phúng lao phải theo lao. Đúng rồi, không có cái lao nó gãy nó chết luôn à. Vậy vậy vậy, xích qua một phía. Xích qua cái hàng chị á. Hai người đứng sai nè. Đứng một hàng một thôi mấy cha. Đó coi đi lùi lùi xích lên đó ơi. Cái dù cua ông thọt bà nè. Xích lên. Anh. Hả? Được rồi, được rồi, được rồi, để chị đi. Chị xạo. Thôi, không ai chiều đâu. Ở đây tệ lắm, cũng chừng 3 tiếng là mới tới à. Ai từ chiều, có ai cũng nói từ chiều. Rồi, ưu tiên, u muốn chết luôn, u khói u luôn hà. Mọi người biết á. Rồi mọi người biết không phải đến mọi người đó. Gì? Là... Đưa đưa một tháng, đưa một cái về ông bịch ra ngoài. Đây đây đây. Ai lấy một phần? Hai trứng cút lần nè. Thả bỏ vô đây. Hãy một phần. Đi vô đây đi. Đi 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 đi. Con đi chơi. Mà tự nhiên tới lúc đó mẹ không tiền. Ăn uống đâu có tiền. Bởi vì tôi nhìn cái cảnh mà mẹ dẫn con đi chơi mà mẹ nghèo quá dẫn con đi chơi còn nhiều. Nhìn cái cảnh nó đau lòng. Okay. Rồi, chừng 10 phần nữa là đủ không ta? 10 phần nữa là đủ.